Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tuyệt địa tại server S564. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Nguyễn Đức Tú. Rồi, như vậy là nhân vật chính chúng ta đã có được full trang bị nha anh em ơi. Chúng ta có cường hóa trang bị trung, có bí kíp trung. Và bây giờ thì mình sẽ cần một con ngựa nữa. Có ngựa luôn rồi, tuyệt vời. Dường như là trận này thì nhân vật chính của mình sẽ đi solo anh em ạ. Solo tâm ma tuyệt địa thì hơi khó nha anh em. Một team không đánh lính, liều lĩnh luôn nào. Chiêu cuối, rồi, giọng. Giọng không, giọng luôn, giọng luôn, giọng luôn, giọng luôn. Trời, anh em thấy con thiên nhẫn không? Đủ bi kia một cái là quá khỏe anh em ạ. Nói chung team này cũng là team không có đánh quái nha anh em ơi. Như vậy chúng ta tiếp tục nhặt được những bình kim sáng dược rất tuyệt vời. Và hiện tại số đội đã giảm đi 2 đội trong bản đồ tâm ma này. Bây giờ thì nhân vật chính của mình đang cố gắng farm để hồi phục lại máu anh em ạ. Thôi mình nghĩ cắn bình máu cho nó lẹ đi anh em, sau đó mình tiếp tục đi chết map. Đó, tiếp tục. Rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 34. Và anh em thấy bên này lại là một team treo và treo không đánh lính nữa rồi anh em ơi. Anh em Nguyễn Đức Tú là có những cái trận tâm ma solo với thiên nhẫn phải nói là rất tuyệt vời, với kỹ năng sử dụng những chiêu thức rất là thuần thục anh em ạ. Wow, chúng ta lại tiếp tục bị yêu máu nữa rồi. Và có vẻ như một pha combat tại khu vực số 34 này hơi bị lộ máu anh em ạ. Bây giờ chúng ta đang chờ hồi phục lại máu cũng như là các kỹ năng. Rồi, bà cẩn thận lên nào. Và bây giờ chúng ta có boss, hình như đó là khu vực số 12 hay 18 anh em nha. Anh em mở bản đồ lẹ quá, mình chưa kịp nhìn anh em ơi. Đó là khu vực số 13, khu vực số 13, trời ơi, 13 nha anh em. Bây giờ mình, đây, một team cầm tay, võ đàn, dương môn và tàn kiếm. Ui, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Liều lĩnh vẫn quyết định ẩn thân bám theo, chiêu cuối rồi. Tiếp tục giao tranh, chiêu 2, và chắc chắn có điểm hạ gục, có hay không? Không có rồi anh em ạ. Mình chưa thấy thông báo điểm hạ gục, nhưng mà team bạn đang yếu máu rất nhiều. Và chúng ta tiếp tục cắn máu quay trở lại để cứu rỉa đội hình này. Chắc chắn dù một tàng kiếm sẽ gặp khó khăn trong vấn đề hồi máu. Ôi, tàng kiếm một chấm máu và chúng ta đã có điểm hạ gục với tàng kiếm rồi. Chấm đỏ vẫn còn hiển thị ở bên tay trái chúng ta. Bây giờ thì Dương môn một chấm máu anh em ơi. Gọi solo luôn. Hey, bắn nè, bắn đi đâu. Một tàng kiếm khác quay trở lại và có cả một trường ca nữa. Như vậy là tìm trường ca tàng kiếm, chúng ta tiếp tục giao tranh. Và chắc chắn sẽ có thêm những điểm hạ gục nữa rồi. Như vậy là mình đã vừa kết thúc dương môn với trường ca. Dường như là tàng kiếm vẫn còn sống anh em ạ. Đây, đúng rồi. Ủa, sao không chạy tàng kiếm? Rồi xong. Wow, một mình xử lý hai team quá ghê. Thật sự mà nói là con thiên nhẫn thức tỉnh này khá bá trong tâm ma, nếu như mà anh em hiểu được kỹ năng, biết cách combo, rất chi là lợi hại anh em ạ. Như vậy là hiện tại chúng ta đang còn 17 đội trong bản đồ tâm ma. Nhân vật chính của mình không có chết tài nguyên rồi. Một tiêu dao xuất hiện từ phía trên. Wow, lốc luôn. Ui, tiêu dao cầm tay nha anh em. Và con boss thủ lĩnh đầu tiên không biết có team nào ăn hay không anh em ơi. Bây giờ chúng ta đang tiếp tục di chuyển. Phát hiện một tiêu dao đơn lẻ đang cố gắng chết rương để kiếm tài nguyên bị cấu né rồi. Chiêu cuối rồi, đánh thường và chiêu số 2. Nhanh gọn và bao lẹ luôn anh em ạ. Bây giờ thì thiên nhẫn chúng ta sẽ tiếp tục farm và chờ đợi hồi phục kỹ năng nữa anh em ơi. Chúng ta tiếp tục bật cẩn thận lên. Thiên nhẫn anh em thật sự vô tâm ma này chỉ cần những bình kim sáng dược thôi là quá tuyệt vời đúng không anh em ạ. Anh em chơi thiên nhẫn anh em đánh với tiêu dao anh em chú ý nha. Nhớ cấu né trước nha anh em. Cấu né khoảng 2 giây sau rồi mình hãy dồn chiêu cuối nha anh em ơi. Nhiều anh em rất là vội, mới vừa cấu né xong cái lên chiêu cuối cái, trong khi đó tiêu dao vẫn còn né và nó sẽ dồn đam ngược trở lại anh em, là chúng ta sốc đam chết liền. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi để bước sang vòng số 2. Và hiện tại số đội chỉ còn có 14 đội thôi, con boss thủ lĩnh vẫn còn anh em ơi. Boss thủ lĩnh đã biến mất luôn rồi anh em à. Như vậy là con boss thứ hai đã có người tiêu diệt rồi. Và không biết là họ có đã hồi sinh hay là không đây.
Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 36 để chết tài nguyên anh em ạ. Như vậy là anh em thấy ở vòng số 1 mình có được một vài pha trò tranh phải nói là quá đẹp với những team 3, và đánh cho họ không kịp trở tay. Chuẩn bị bước sang vòng số 2, chúng ta có một tiêu dao. Tiêu dao đã di chuyển về khu vực phía trên, chúng ta đang chờ đợi hồi phục kỹ năng ẩn thân, bật ẩn thân lên anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bám theo tiêu dao. Ôi, một viên máu kìa anh em, đó, thơm liền. Rất trống tại khu vực số 6. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên tay trái. Còn 9 đội rồi anh em ơi. Ui, máu nữa kìa, ngon lành luôn. Rồi, một cái tăng kháng và tăng miệng khống chế. Cái búp đó có tác dụng miệng khống chế nha anh em ơi. Do đó khi anh em gặp những môn phái mà có búp này thì chúng ta đừng có dại gì sử dụng những kỹ năng khống chế nha. Và chúng ta có một cái ảo tượng ngay tại khu vực số 1 anh em ạ. Bây giờ Thiên Nhẫn đang cố gắng di chuyển thật nhanh. Đã bật cẩn thận rồi. Chúng ta đang cố gắng di chuyển lên ngựa. Rồi, mở ảo tượng nào. Hy vọng là chúng ta sẽ mở thành công ảo tượng và không bị gián đoạn nha. Đang chờ đợi sử dụng kỹ năng ẩn thân. Ảo tượng đã được mở thành công rồi. Và có đá hồi sinh không? Rất tiếc chúng ta được tặng luôn một bình kim sáng dược đó. Chắc mình giả lên em ơi. Cẩn thận, biết ngay mà. Ơi, tình huống nguy cấp và chúng ta ẩn thân chạy thật nhanh sang khu vực bên ngoài. Đó. Như vậy là anh em thấy mình chỉ được có một bình kim sáng dược mà ta nói máu đổ. Bây giờ chúng ta đang còn 8 đội trong bản đồ tầm 3. Và Thiên Nhẫn của chúng ta tiếp tục di chuyển. Rồi, vẫn chưa đầy máu được rồi anh em à. Chúng ta tiếp tục farm. Bây giờ có lẽ là mình sẽ di chuyển ngẫu hứng trong bản đồ này để tìm kiếm. Đây, một team với tiêu dao và trường ca tổ đánh tới giờ này mà vẫn còn ngự không anh em à. Quá nhỏ. Bây giờ thì Thiên Nhẫn chúng ta tiếp tục hồi phục máu và chờ hồi phục chiêu ẩn thân. Như vậy anh em thấy là khoảng 5 giây nữa là con boss thu lĩnh xuất hiện rồi. Và chúng ta đã rớt đi thêm vài đội nữa rồi anh em ơi. Hiện tại chỉ còn có 7 đội trong bản đồ tâm ma này. Boss thu lĩnh ngay dưới chân chúng ta luôn. Bây giờ thì anh em có di chuyển sang hay không? Ui, Thiên Nhẫn và tiêu dao. Một team 2, rồi xong Thiên Nhẫn rồi. Vẫn đánh lính, không biết chuyện gì xảy ra luôn anh em ạ. Như vậy là chúng ta đã xử lý thành công Thiên Nhẫn và tiếp tục ẩn thân cắn máu di chuyển để tìm kiếm tiêu dao. Tiêu dao có lẽ đã chạy sang một khu vực nào đó. Rồi, chúng ta di chuyển về khu vực số 17. Một con boss hệ thổ và đang rất trống, có tiêu dao, có Nga Mi rồi. Không biết họ có phát hiện Thiên Nhẫn hay không, chứ mình là mình thấy... Wow, tiêu dao Nga Mi đã nép sang một bên rồi anh em ạ. Mình thấy có chấm đỏ, đó là một Thiên Nhẫn khác. Một tiêu dao đang lóc Thiên Nhẫn rồi. Kèo thơm, chiêu cuối tung ra. Cả ớt được mạng của Thiên Nhẫn rồi anh em ạ. Thiên Nhẫn chúng ta vẫn quyết định ở lại ẩn thân. Wow, chiêu 2. Ủa, con tiêu dao. Quá liều lĩnh trong tình huống vừa rồi. Tiêu dao đã may mắn thoát thân được anh em ạ. Một pha ăn hồi. Phải nữa là đây liều lĩnh trong tình huống vừa rồi. Rồi, chúng ta có đồ, chúng ta tiếp tục cẩn thận chuẩn Nga Mi tiêu dao, nó vẫn còn ngự không anh em ạ. Anh em Quýnh Tâm Ma, anh em nhớ những ô tài nguyên, ví dụ như boss thu lĩnh mà boss bị kết thúc rồi thì mình đợi tí xíu mình chạy về ô đó, chắc chắn anh em chết rương hoặc chết tài nguyên thế nào cũng có đủ đồ cho anh em tại khu vực đó nha. Nhớ nha anh em ơi, nghèo chứ chạy đó là có đồ đó anh em ạ. Này gọi là đi hôi của đó anh em. Bây giờ anh em thấy là chúng ta đang còn 5 đội trong bản đồ tâm ma và con boss thu lĩnh thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Theo tình hình này thì khả năng những team khác họ ăn boss rất thấp anh em ạ. Boss đang ở vị trí khá gần với chúng ta. Chúng ta có thêm một bình kim sáng dược.
Trời ơi, ẩn thân kim sáng dược nè, lâu lâu check cái rương này hình như là của thiên nhẫn lúc nãy mình up ngay cái team thiên nhẫn tiêu dao, không biết anh em có nhớ hay không. Bây giờ chúng ta vẫn còn 5 đội nha anh em ơi, và hiện tại thiên nhẫn của mình đang có rất nhiều tài nguyên ở đây, hai cái ẩn thân và 3 bình kim sáng dược. Bây giờ chúng ta tiếp tục farm để hồi phục máu. Rồi, di chuyển về khu vực boss nào anh em ạ. Bây giờ mà chạy về boss, nếu mà có team nào đó đang đánh boss thì chúng ta lụm luôn nha. Ủa, boss đâu rồi anh em? Chưa. Ủa? Đây, boss đang bị gần tiêu diệt rồi. Nga Mi vẫn còn ngự không, có cả cái bang nữa. Wow, chúng ta hết ẩn thân rồi. Chúng ta ẩn thân và chúng ta tiếp tục quay trở lại. Hy vọng sẽ có một kèo ăn hồi tại khu vực boss. Và con boss đã bị kết thúc rồi. Đó là Nga Mi và Tiêu Dao lao vào giao tranh luôn rất liều. Ui, cẩn. Ui, nó thất thám kìa anh em ạ. Có Nga Mi rất khó chịu và không biết là đội bạn có đã hồi sinh hay không. Mình chưa kịp chết luôn anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn 4 đội chuẩn bị bước sang vòng cuối. Một Tiêu Dao nè ha. Cắn máu, cẩu nẻ. Cẩu thành công rồi, chờ chiêu cuối, không chờ chiêu cuối luôn. Ui, liều lĩnh thật sự. Bây giờ thì thôi kiếm cái bí kíp cao đi anh em ơi. Như vậy những team còn lại đa số là những team cầm tay nha anh em. Bây giờ thiên nhẫn chúng ta sẽ cần thêm những bình kim sáng dược nữa anh em ạ. Không có rồi. Chúng ta sẽ di chuyển về khu vực an toàn. Đây, một bình kim sáng dược. Hy vọng nó là bình máu thật. Máu giả luôn anh em ạ. Trời ơi, nhỏ gì bà con ơi. Tiếp tục di chuyển về khu vực bên tay trái. Vẫn không phát hiện thêm được một bình kim sáng dược nào cả. Wow, như vậy là cái vòng này anh em phải hết sức cẩn thận. Bởi vì chúng ta không có nhiều máu anh em ạ. Như vậy chúng ta đã thấy được mục tiêu. Nga Mi, Tiêu Dao, hai Tiêu Dao đang chọn nhau. Cơ hội hay không? Một Tiêu Dao đã cắn ẩn thân rồi. Chúng ta sắp hết kỹ năng ẩn thân anh em ạ. Chiêu cuối, khống chế chiêu 2, quẹt và như vậy Tiêu Dao một chấm máu, chắc chắn Tiêu Dao phải ngã xuống anh em ạ. Đã bị nhốt tại khu vực độc và ăn hai chiêu 2. Ủa, Nga Mi đang đánh với Tiêu Dao, như vậy là một Tiêu Dao của team Nga Mi đã lên bài điểm số rồi anh em ơi. Chúng ta đang chờ hồi phục máu, vẫn đang tiết kiệm máu rất nhiều. Tiêu Dao một chấm máu, Nga Mi đang cố gắng đuổi theo, như vậy là Tiêu Dao đã ngã xuống và chúng ta đã có được một điểm hạ gục nữa, bây giờ cắn máu. Cẩn thận chết cái rương của con Tiêu Dao này đi anh em, biết đâu nó có máu anh em ạ. Thì nhận chúng ta đang rất cẩn thận và hình như là có chấm đỏ phía dưới. Anh em thấy không? Đỏ, một chấm đỏ. Nga Mi chiêu cuối và thế là Nga Mi đã ngã xuống. Nga Mi quá nhỏ vì đã bị mất rất nhiều máu tại khu độc. Bây giờ chúng ta sẽ còn đối đầu với một team còn lại. Phải nói trận này anh em xử lý mấy team khác quá gọn luôn em ơi. Những đòn đánh cực kỳ quyết đoán và liều lĩnh. Dường như là thiên nhẫn của mình nãy giờ không có dùng phục ma thạch tấn công á nha anh em. Nãy giờ thiên nhẫn chúng ta vẫn xài một cái phục ma thạch khống chế trung từ đầu vòng số 1 đến giờ. Rồi, chúng ta vẫn còn 3 cái ẩn thân. Đây chúng ta có một Tiêu Dao du hồng. Vẫn chưa phát hiện được môn phái còn lại này mọi. Khả năng đó là thiên nhẫn nha, anh em phải hết sức cẩn thận. Rồi, một bình kim sáng dược tuyệt vời. Và chúng ta bật cẩn thận lên, tiếp tục di chuyển để chết map. Và đúng rồi, đó là một thiên nhẫn. Một thiên nhẫn ỷ thiên anh em ạ. Chúng ta chưa phát hiện được, bây giờ chúng ta sẽ chờ hồi phục lại kỹ năng ẩn thân và sử dụng chiêu cuối để tiếp tục ẩn thân anh em ạ. Rồi, bật chiêu 3 lên và di chuyển về khu vực có boss nào anh em. Không, chúng ta di chuyển sang bên trái. Rất trống. Kèo giữa hai thiên nhẫn là một kèo đấu căng não nha anh em ơi. Và chúng ta phải đặc biệt chú ý. Không được manh động. Rồi, mình phát hiện mục tiêu rồi anh em ạ. Có lẽ thiên nhận cũng đã phát hiện chúng ta rồi, không ẩn thân luôn à, không chạy luôn. Ui, chụp hụt, chiêu cuối, chiêu 2,
chiêu cuối. Ủa, không dùng chiêu cuối luôn em. Chúng ta đang toàn tính một điều gì đó và tiếp tục bật ẩn thân lên rồi. Wow, thiên nhận từ bạn không ẩn thân luôn. Và chúng ta có điểm hạ gục không? Không có điểm hạ gục rồi. Thiên nhận từ bạn đã thoát thành công. Nhưng mà chúng ta đã có được lượng máu khá lớn trong tình huống vừa rồi. Đấy, một chấm máu đang đi hồi máu. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được thiên nhận của tiềm đạo bạn rồi. Không, thiên nhận có đã hồi sinh. Và chúng ta chiêu cuối ngay tại vị trí của thiên nhận luôn anh em ạ. Wow, lọn cấu máu tiếp tục đánh thương. Và như vậy là thiên nhận đạo bạn đã ra đi. Quá tuyệt vời cho một trận tâm ma. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.